Xin chào các bạn, hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn tạo hình các con vật bằng đất sét. Và sau đây là quá trình mình làm nhé. Xin chào mọi người nhé, hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn làm là một con bộ cánh cứng. Mình sẽ lấy một đỏ, một đen nhé các bạn nhé. Tôi mình sẽ lấy màu đen này, mình phần đầu này, mình lấy là một ít này, phần đầu của nó nhá, vò này. Đấy, xong không? Sẽ lấy bột đỏ này, làm phần thân này, phần cánh này. Sau đó mình chạy đôi ra này, ghép lại với nhau này. Đó. Sau đó mình sẽ cần đỗ ở đây này. Đó. Sau mình sẽ nắm mắt nha. Sẽ lấy màu đen này, đó vậy là mình đã hoàn thành một bộ cứng rồi anh em nhá. Đấy. Xem ok không ạ, được rõ đúng không? Đây. Đấy. Các bạn thấy thế nào? Đó. Rất đơn giản đúng không ạ? Chỉ cần vào mất được bạn thôi, là đã sẵn được bộ hình cứng rồi. Mình chỉ cần lấy hai ba loại màu, hai loại màu là mình đã xong bộ hình cứng rồi. Đấy. Cho mọi người xem. Đấy. Rất ok, đáng yêu đúng không ạ? Rất dễ làm. Đó. Và video mình đến đây kết thúc các bạn nhé. Hẹn các bạn ở video tiếp theo. Chào các bạn.